Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bài tập mà để chúng ta tập luyện phát triển bắp tay trước, cơ bicep nhé. Cơ bicep hay còn gọi cơ bắp tay trước, trong giải phẫu thì gọi là cơ nhị đầu, với đầu trên nối với xương vai trên này và đầu dưới nối với phần cánh tay bên dưới, có chức năng gập cánh tay của chúng ta lên trên như thế này. Vậy nên tất cả những bài tập, những động tác nào mà chúng ta có xu hướng gập cánh tay thì nó sẽ tác động và phát triển cơ bắp tay trước. Ví dụ trong calisthenics của chúng ta sẽ có một số bài kéo như pull up và chin up. Những bài này sẽ tốt cho bắp tay trước. Nhưng trong video này thì mình sẽ không nói về hai bài tập này, mà mình sẽ nói những một bài tập khác sẽ phát triển cơ bắp tay trước tốt hơn bài tập chin up và pull up. Đầu tiên là bài tập curl, co gập duỗi cánh tay. Chúng ta sẽ tập luyện ở xà thấp. Chúng ta ra xà kép này. Hai tay của chúng ta nắm vào xà có độ rộng nhỏ hơn vai. Lưu ý quan trọng để chúng ta tập vào bắp tay trước nhiều hơn, đó là chúng ta nắm cao phần cổ tay, đặt cổ tay của chúng ta lên trên cái thanh xà. Nếu như mà chúng ta đặt hướng này thì gọi là fake grip, đúng không? Thì chúng ta sẽ xoay ra hướng lòng bàn tay của chúng ta vào phía trong. Sau đó chúng ta sẽ đưa người của chúng ta về phía trước như này. Bình thường thì chúng ta kéo, thì chúng ta sẽ kéo xô như thế này, đúng không? Nhưng với động tác này thì chúng ta sẽ tập trung gập cánh tay, kéo về trước và gập cánh tay, duỗi hết cánh tay này. Cổ tay chúng ta vẫn chưa cao. Sau đó chúng ta sẽ gập vào, kéo gập vào. Khi kéo thì chúng ta thở ra, ra chúng ta hít vào, thở, hít, thở, hít. Khi mà chúng ta thực hiện động tác thì chúng ta sẽ tập trung việc gập cánh tay thay vì chúng ta kéo phần xô nhé. Nếu như mà chúng ta kéo phần xô thì nó sẽ là động tác row để chúng ta tập phần xô rồi. Nhưng chúng ta tập trung vào phần gập cánh tay thì nó sẽ tác động vào bắp tay trước của chúng ta rất nhiều. Cũng bài tập khơ gập cánh tay đó, nhưng khó hơn một chút là chúng ta sẽ tập ở sàn thấp hơn. Với sàn thấp này thì chúng ta gần như nằm ngửa ra, cũng tay đặt cao lên trên nhé. Lưu ý là gập cổ tay cao lên trên chứ không nắm phía dưới như này. Chúng ta phải đặt cao cổ tay chúng ta lên trên như này. Và chúng ta cũng sẽ tập trung vào lực kéo của cổ tay. Kéo lên thở ra, xuống chúng ta hít vào. Chúng ta không kéo xô nhé. Nếu như mà chúng ta kéo xô như này thì đấy là bài tập row để chúng ta tập xô rồi. Và chúng ta sẽ lưu ý tập trung gập cái tay. Okay. Cũng là bài curl đó nữa, nhưng mà chúng ta nâng cấp hơn, khó hơn rất nhiều. Đó là chúng ta sẽ ra sạc cao, thực hiện động tác giống như động tác chin up, giống nhất, nhưng không phải động tác chin up. Chin up là chúng ta kéo để chúng ta kéo xô, nhưng bài tập này chúng ta vẫn đặt tay, cổ tay chúng ta này đặt cao lên này, hẹp thôi, chúng ta đặt hẹp thôi nhé, đừng đặt rộng mà hãy đặt hẹp lại. Cổ tay chúng ta đặt cao như này, gập cái tay, gập tay đây, mình sẽ để hướng này cho các bạn nhìn rõ hơn này, gập lại như này và sử dụng ngón tay chúng ta bấu vào đây. Đấy, ngón tay chúng ta bấu đây. Đấy. Ok. Động tác này thì chúng ta nhấc chân lên. Nhấc chân lên nhé. Nếu như bình thường mà chúng ta tập bài tập chin up thì nó sẽ vào xô, nhưng mà đối với bài tập này thì chúng ta sẽ lại tập trung với việc gập cánh tay. Gập tay. Để gập cánh tay tốt thì chúng ta sẽ cố gắng hơi ngửa người ra, ngưỡng ngực lên
gần như chúng ta sẽ khóa phần sâu lại. Đó là tập tay thôi. Khi kéo chúng ta thở ra và xuống chúng ta hít vào. Để động tác đạt hiệu quả tốt nhất thì khi mà chúng ta kéo lên trên thì chúng ta sẽ cố gắng giữ một nhịp khoảng tầm 1 giây đến 2 giây. Giữ này, xuống, kéo và giữ này. Ok, rất là căng. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn 3 bài tập, 3 cấp độ của động tác khơ. Sang bài tập khác cũng là một bài kéo nhưng ở vị trí mà chúng ta thực hiện động tác back lever kéo. Đối với bài tập này thì chúng ta lại phải sử dụng ring nhé. Nếu như mà các bạn muốn mua ring thì các bạn hãy xem cái đường link và cái hướng dẫn mua ở dưới phần mô tả. Đấy, thì đối với bài tập này thì chúng ta phải sử dụng ring, khá là khó hơn một chút. Bình thường thì chúng ta sử dụng ở xà đơn thì xà đơn chúng ta sẽ dễ kiếm hơn, đúng không? Thì chúng ta tập luyện ngoài công viên hay tập luyện ở đâu thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng tập luyện hơn. Ring thì chúng ta sẽ khó hơn. Thì đấy là một cái yêu cầu mà chúng ta tập luyện đối với bài tập này. Đối với tập ring thì khi mà chúng ta treo ring, ring của chúng ta sẽ để phần ngang bụng này. Các bạn có thể hình dung không? Ring của chúng ta sẽ để phần ngang bụng nhé. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ nắm vào ring. Nắm xà thì chúng ta nắm ở vị trí cao và ring cũng phải nắm ở vị trí cao như này nhé. Nắm cao và lên thì chúng ta sẽ tốt cho cổ tay và hạn chế được chấn thương ở cổ tay nhé. Khi động tác này thì chúng ta đứng vào vị trí giữa, đứng vị trí giữa chỗ treo ring như này. Sau đó chúng ta nắm ring, chúng ta ngả người về phía trước. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo. Bài tập này bổ trợ cho động tác manifesto nhé. Kéo lên thở ra. Bài tập này khó hơn, nặng hơn rất nhiều so với bài tập đập kéo của chúng ta kéo ở xà đơn nhé. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn 4 bài kéo để chúng ta tập cho bắp trước. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số bài tập khác nữa để chúng ta tập bắp trước nhưng ở trạng thái đẩy. Với những bài tập này thì chúng ta có thể tập luyện dễ dàng hơn ở bất kỳ đâu. Bài tập trong tư thế đẩy đầu tiên để tập cho bắp trước đó là bài tập archer push-up. Lưu ý khi tập động tác này là chúng ta mở ra hai bên, các ngón tay cho nó hướng ra bên ngoài nhé. Kỹ thuật và động tác này thì mình cũng nói khá nhiều ở các video trước rồi. Khi thực hiện động tác này, chúng ta không vặn người về bên tay đẩy. Chúng ta không vặn người bên tay đẩy như này. Mà chúng ta sẽ phải tập ép tay về bên tay duỗi. Ép tay về bên tay duỗi. Úp cái tay chúng ta xuống. Để động tác hiệu quả hơn, bài tập hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ sử dụng ở trên para. Sang bài đẩy thứ hai là chúng ta sẽ tập ở tư thế lean planche. Đối với bài tập này thì chúng ta sẽ úp bàn tay xuống, mở bàn tay ra bên ngoài nhé. Bình thường chúng ta tập lean thì chúng ta sẽ tập úp tay về phía trước như này. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra để bắp trước của chúng ta được tập nhiều hơn, áp lực vào bắp phía trước chúng ta nhiều hơn. Bài tập này thuộc vào những bài tập khá là nâng cao, sẽ phù hợp hơn cho các bạn tập luyện động tác planche. Bài tập đẩy thứ 3 mà mình muốn hướng dẫn, muốn chia sẻ với các bạn, giới thiệu các bạn đó là bài tập push-up chúng ta thực hiện ở ring. Đối với bài tập push-up thực hiện ở ring thì chúng ta sẽ hạ thấp ring xuống. Lưu ý khi thực hiện động tác này là chúng ta sẽ khoáng mở tay ra, không úp tay, mở tay ra.
Bài tập này khá là khó và bài tập này cũng là một bài tập cực kỳ tốt để chúng ta tập luyện cho phần cơ ngực của chúng ta, bơm ngực của chúng ta dày hơn và to hơn. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn 4 bài tập kéo và 3 bài tập đẩy để chúng ta tập luyện cho cơ bắp tay trước, bicep chúng ta to hơn, khỏe hơn. Nếu như các bạn muốn tập chuyên sâu, muốn có huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện hiệu quả thì hãy đến phòng tập Sun Movement. Thông tin về phòng tập thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này để cho các bạn tập quan tâm tìm hiểu. Và như thường lệ, nếu như xem video mà các bạn cảm thấy yêu thích, ủng hộ kênh thì đừng quên like, share video và chờ những video tiếp theo nha.